Some is generally used in positive. Some jitu tau terban ke perang biyok strong yang ada affirmative sentences. Siho, there are some flower in the vase on the table. Mien ka klah no konong to mui no le tok. He need some medicine. Kuat trau ka tenam klah. Chẳng tệ tôn chỉ mùi niêm rộp bán dưng xăm nó thêm ạ. Có bình tế bờ sân niêm nâng rộp bạch bán ọt miên ạ thì. Và nâng tệ tôn nâng ca bà viết xăm nâng. Xăm bụng. Nâng tố ở nâng bụng nâng cư miên ạ. Bình tế bờ xăm water, xăm coffee nâng ọt miên ạ. Tệ tôn nâng niêm rộp bạch bán. Exception to the rule. Miên ạ ca lực lên chung bụng cơ buôn. Cho người ta thông đá gây pra xám nông bị dục sọ. Cho hạt ấy bàn chìa bị dục xung đùa tàu vĩnh. Xám can also be used in questions. Xám ai trò bàn gây pra thông đá nông bị dục xung đùa. If you are. Bà sân nẹ cầm bông offering. Xám tham phê nam muối. Tâu nào nam nẹ. Rứa có xông ở vầy vầy đòi cất thả. Chùm lại nó cứ dễ. Rứa có ca sẵn khâm xâm rạp chùm lại bếp nằm mùi. Would you like some coffee? Tớ nè, trâu ca cà phê là rít tế. Chẳng would you like nó cứ bởi dụng nó cứ tệ tôn lại cái này chỉ offer, offering. Chẳng bởi dụng xâm lô. Mùi tiết dân ai chỉ lại cái này hào xâm lô bò. Vì thì họ, can I have some money? Nâng tệ tôn bởi dụng. Khi hào thà request. Nó cứ offer. Chẳng bật sân bia chia lại cái này. Offer. Rồi gọi chia request. Dương bà biệt sẵn. Và. Thọm đá dương sáng nhưng bà biệt sẵn. Có bần tay bà lại cái này chia bì dụng offer. Rồi gọi chia xong lòng phô. Dương mình anh bà. Anh đi bà tê. Dương bà sẵn. Chẳng cả bà với miền bì bì dụng sẵn. Hay là bì dụng xong lòng. Bà đã xong lòng lên chia lại cái này chia offer. Hay là chia request. Any is generally used. Any trở bàn kê prà in a negative sentences. Any chỉ tu tấu trở bàn kê prà nó khăn ông bởi dục bạc lý sát. Thì mùi dục bạc sát. There aren't any student in the school. Mình miễn sơ khlạc tế nó khăn ông xa lạ riêng. I don't want to drink any fruit juice. Nhóm mình chọn hộp phạc tức là chơi khác thế. Anh ấy cứ chưa bị dụng negative, bị dụng bạc sẽ. Anh ấy used in question. Anh ấy trở bàn kê pra nó bị dụng xong nụ. Chắc cái ai pra bị dụng xong nụ. Xong nụ thông ra. Do we have any bread in the house? Ta dương miền nông bàn khắc nó không thể thế. He hasn't received any email yet. Quát mình ban tổ tuôn email khác thế. Ta quát, quát mình ban tổ tuôn email khác nó lại thế. Anh ấy tạm bất ổn dụng xung lúa. Nhưng mà chờ lòng tạm bất dụng bạc. Rồi, bạc xung lúa. Anh ấy lạc là bạc sát bạc xung lúa. Tổng đá dân sở xế ta hasn't he received any email yet? Nó bắt đầu phải xác nhận ngoài khóc hết. Exception to the rule. Any can also be used. Any ai trở bàn kê pra phong đá nó bị dụng sọ. If bà sân bía trở bàn kê pra chỉ mùi conjunction. Sạch as. Đối chỉ if. And the weather. Will always help you.
dương nâng chùi nẹ bà sân bà nẹ miên bà nhà hà nà mùi. Problem nâng cư bà nhà or trouble rứa gò rương rào. Chân bị ảnh ý bọ thà nà mùi, nà gọt đói nà mùi. Chân nâng bê nà viên bà chìa vỉ dục sróp, ảnh ý nâng cư viên lệ bọ thà khá tì rai, nà mùi, rứa gò nà gọt đói ảnh ý. Ủ tì hò thà, you come, you can come any day. Nè ảnh một ngày nà gọt bà. You eat any banana. Nè ai hộp phai chê nà mùi nà gọt bà. Chắc any nó mình là nà gọt bà. Rứa gọt nà mùi. You can choose anything. Nè ai chơ vậy mùi gọt bà. Chắc any nó bê về ví dụ sọ cứ bị đồ bà tuần này. Lên bỏ thật khá thì đấy. Ủa thì hò. You buy any book. Nè tên là phố nà mùi gọt bà. Chắc anh ấy nó ngư nạ của bạn à, và tôi mở cốt tôi buộc một tư xin là channel là một nhóm chẳng bờ sân bọc ôn mình toàn nhớ bọc ôn ai mờ vịt hồ nó mà xa tiền và ở cốt goodbye, see you next time, bye bye.